Rồi, mình pha bột mình đem qua nào rồi các bạn ơi, đang làm bánh cho mâm ăn nè. Hello, chào cả nhà. Đó, giờ mâm mình đổ bánh nè các bạn ơi, thấy khéo không? Vàng nè, nhìn ngon quá. Vàng nhìn ngon quá. Bánh này là bánh xèo miền Tây nên có bột nghệ nên nó vàng. Đây là bột nè, có hành nữa nha các bạn, có bột nghệ rồi nên có hành nữa. Đây là nhân nè. Tại vì mâm miền thích mực măng nè, nên theo làm nhân măng. Đó, măng. Bánh. Cái này là tại mấy cái chảo không dính nè, bởi vì nó nhìn không có ngon bằng cái không, chảo mà nó dính nữa mà. Không, nhưng mà mâm nhìn nè, nó không có tròn, nó giống như mấy cái chảo Việt Nam á. Không, nó tại mẹ đổ không tròn. Này, nước mắm chua đó bạn ơi. Đây đem qua bánh luôn. Cái này hơi bị khét nha, đầu bếp. Cái này tại nó hơi quá lửa. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Đó. Qua đây. Tròn không? Tròn không? Lại trễ rồi, mẹ đổ rồi. Đó. Tại mẹ là hồi nãy là tại mẹ đổ không tròn. Cái này là đặc biệt là miền Tây của mình là chán bánh xong rồi mới bỏ nhân vô nha các bạn, chứ không phải bỏ nhân xong rồi mới đổ bột vô. Là cái bánh nó ngon hơn, nó mỏng, nó giòn hơn. Còn bạn để nhân rồi mới đổ bột là cái đít nó dính nhiều bột lắm, mâm nó dày nó không có ngon. Vậy. Đây giờ mâm sẽ lấy cái bánh ra, lấy chưa? Lấy. Dập. Oh, quá ngon, quá ngon. Tròn bỏ ra bẻ cái thứ này. Thôi để hồi nó thử. Hồi ăn là tới luôn hả? Ở đây cũng có cọng chuối rồi đó nè nha. Dở nắp nó ra đi. Lấy cọng chuối ha, cắt cọng chuối. Dở nắp nó ra. Ừ. Đây dẫn nó ra nè nè. Quê là không có cái cây quẹt quẹt đâu, cái chổi rồi xong. Hết rồi. Lấy cọng chuối ra vườn cắt cọng chuối này em làm cái chọ cho nó dài sẽ đổ các bạn ơi. Bột này là bí quyết gia truyền từ đời bà nọ bà ngoại tới đời mẹ và tới đời heo. Hay vô phim kêu heo. Dễ ẹt chứ gì, làm dễ ẹt chứ gì đâu. Rồi đổ ơi, đem cái chảo qua đổ. Đi làm về thấy lập sẵn sàng đó là bắt đầu để mâm mì rồi xèo đó. Các bạn biết sao là cái bánh này tên bánh xèo không? Tại vì khi đổ lên bên nè, chảo dầu này nó kêu cái xèo một cái nên người ta đặt tên là bánh xèo nha các bạn. Nhân xào trước các bạn ơi. Rồi măng. Mâm mình có nhân măng. Ở Việt Nam thì người ta xào bằng củ sắn á các bạn, dưới miền Tây mình hay xào với củ sắn hoặc là củ hủ dừa. Củ sắn ở đây mắc mà không ngon nữa. Củ sắn ở đây mắc, còn bên ăn măng đỡ cho các bạn. Còn, là... còn giá hẹ là lên Sài Gòn người ta bị ấy ra rồi. Này mực là mực của cha Bắc nè, rồi tép là tép cha Bắc đó các bạn. Chỉ có thịt heo là mua. Đó. Đóng lại chưa? Bắt nhỏ rồi. Nè các bạn ơi, nè miếng bánh nó giòn nè. Đó, ghê chưa? Đó. Rồi thử đi anh. Gì? Cũng cũng thử đi. Cái gì vậy? Đắng không? Cái nghèo đó. Cái bự quá. Đắng vô thôi chứ mắc bị mặn này. Rồi. Bé mặn. Xuyên không mặn. Ăn dưỡng một lần mòn được. Mày đừng tạc, mặn hả? Ăn dưỡng. Hả? Thì ở cái mực nửa cửa thì phải loại là sao? Đây mình sẽ review bánh xèo nha các bạn ơi. Kêu ông trọng người review ông làm gì đâu mà nó cái chậm về. Đây nè, rau cải xanh nha các bạn. Đó. Dưa leo, rau chua. Đó, rau thơm, rau diếp cá luôn. Bắt nhỏ nhỏ để đi. Để ở đâu? Ở đây mẹ đi con. Để... ôi, đây bánh xèo đây. Măng. Con.
sugar free. Đây, xin mời các bạn nha. Rồi mình chấm vô nước chấm nè các bạn ơi. Wow, quá hấp dẫn luôn nè. Đi ra ngoài ăn cũng không ngon, mà bánh xèo ngon hơn. Này các bạn ơi. Được không? Nó ngon. Thì nó mắc ái dưa leo không? Có mà. Nó sắp dưa leo không? Đâu đi bỏ ra. Khi mà làm gì chắc ăn hả? Giống gì? Giống gì lý hộn vậy? Đúng không hả? Hả? Nên để ăn chứ, ăn rồi hả? Không mời ấy chứ không? Không mời cả nhà chứ, mời miếng dưa leo. Đâu có ăn mấy tôi đâu, tôi mời cả nhà. Mời cả nhà. Đây. Không biết cuốn. Ăn cho nhanh. Cơm nhà giống hơn các bạn ơi. Tính đi ra ngoài mà trời lạnh quá, ra ngoài mất công á, đánh quần đánh áo ăn rồi mất công đi về nữa, nhà cho nó ấm áp nha. Rồi mong ăn thử ra ngoài trời lạnh quá. Rồi để mẹ nhúng mẹ ăn cái bấm gài muốn ăn mà chưa có làm, bữa nay con gái nó pha bột nó đem qua mời cả nhà. Hương vị miền Tây ăn chín cái gì trên mặt á, mà cái giống cái câu quá trời. Hả, mực của anh đâu á? Nghĩa không, hèn nghĩa. Rồi tép xúc quá không? Mực cao vậy bộ nói à. Chuyện tép xúc quá không? Tép xúc luôn, cái gì cũng... Cây nhà lá dừa. Cây nhà lá dừa hết rau củ quả nha. Ngon. Cái gì quá ấm áp à. Làm nhà ngon. Chấm nhà em ăn. Đang mày với bọn mày. Không thêm. Mà hết chả ra muốn kêu à. Muốn kêu vào. Tại mấy vậy mong. Mãi hả? Mãi muốn kêu mà mày. Rồi mời các bạn một lần nữa nha. Rồi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Này, nếu như các bạn thích thì nhớ like và subscribe giùm mình nha. Rồi bye bye đi. Bye bye đi đây. Bye bye, chào cả nhà. Bye bye đi Đặng ăn cả nhà ơi. Hẹn năm sau. Hẹn mới tại đây năm sau quay tiếp. Bye bye anh. Bye bye. Hẹn 19 tháng 5 gặp lại. À, 19 tháng 5 bánh đề của Daddy gặp lại đang quay nha các bạn. Làm gì ăn vậy? Bye các bạn.